Hello, xin chào tất cả mọi người đang quay trở lại với kênh Chuyện Đáp Đinh của em nha. Hôm nay thì em đang đi vào rừng để mà tìm củ ly nha mọi người. Đây, củ ly lạ của nó đây. Giờ em sẽ phát chỗ này rồi cho bà con cùng xem nhé. Làm nó có dễ hay khó nha. Em sẽ đào cho mọi người xem để lá của nó. Mình sẽ đào lấy nó. Mình sẽ phát chỗ này rồi mình sẽ đào, đào lấy ra củ của nó. Ở đây người ta mua ký mấy nghìn thôi. Ok nhá. Ok, bây giờ em sẽ phát cái này trước nha. Đây, to lắm. To nha. Cái này người ta có ăn không nữa. Nó đẹp nhỉ. Đấy. Cái này ở đây là người ta không có ăn. Giờ mình chỉ quan tâm là củ của nó thôi. Cái thần của nó. Đây là lá mặt nhân nha mọi người ơi, mặt nhân ấy. Một số người biết mặt nhân, một số người không biết. Các người ở vùng núi cũng biết hết. Rồi. Ok, giờ chuẩn bị mình đào này trước nha. Lấy của nó ra. Coi nó có to không? Đúng, con này dài nha. Dài đấy. Trời ơi. Dài nha. Củ này chắc 10 ký nha mọi người ơi. Chắc 5-6 ký. Mọi người thấy gì không? Giờ mình phải cạo hết cái này lại rồi mình lấy thần nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy rợ mình sẽ té hết cái tóc này nhá. Rồi mình lấy thần bên trong á. Làm con này thì nó bụi lắm mọi người nha. Này làm phải có khẩu trang. Do em thì đi không có mang theo khẩu trang ấy. Người ta chịu khó vậy thôi. Đấy, mắt cái này là to. Đất đá gì mình không đào hết được nha. Vì mình làm cái này khó. Bây giờ. Củ này mình đoan chắc tầm 5 ký nha mọi người nha. 5 ký ạ. Đấy. Thấy chưa? Cái này thì mình không biết nữa, người ta mua cái này để làm gì. Bụi này dữ quá. Bay vào mũi vào miệng luôn đấy. Vô mũi thì nó xi mít. Thank you.
đĩa thế này chắc cũng lâu lắm ạ, tầm 5 phút. Đấy, mọi người nhìn thấy không? To. Được nằm kia. To lắm. Cái này không phải là cái nào cũng to như vậy nha. Cái nào cũng, nó cũng nhỏ, nó thúi. Này thì nó không thúi nha, mọi người nha. Đấy, cái này nó đẹp lắm. Giờ mình sẽ làm cái này xong rồi nha mọi người nha. Đây là xong rồi. Giờ mình bắt đầu làm lại cái tên đấy nha. Phát lại cái tên đấy. Ok nhá, cái này mình để qua một bên. Đấy, cái này cũng to lắm. Nhỏ hơn cả hồi nãy. Làm cái này phải ra mồi hôi nhiều lắm. Mệt lắm. Này tóc nó nhiều lắm mọi người nha. Để này khó. Đây là củ thứ hai nha mọi người nha. Đã làm được một củ rồi. Củ này nhỏ hơn cả này chút. Củ này con. Tóc nhiều lắm. Đấy. Xong rồi. Được hai củ nha. Đấy, ở đâu muốn mua thì báo em nha. Ở đây thì Gulli có này, Mắc Nhân có này. Ai mua Mắc Nhân thì cứ liên hệ cho em bình luận video này đó. Còn Gulli ai muốn mua thì cứ báo em. Ở đây thì người ta mua giá nó rẻ lắm. Rồi, xong được hai củ rồi. Đấy, hôm nay thì cũng đã trưa rồi, về thôi. Mình đi hôm nay có nhiều đấy thôi, chắc tầm một bao mới thôi mọi người nhé. Giờ mình sẽ bỏ vào đây để mình mang đi cho tới chỗ xe còn xa lắm mọi người. Mình mang ít ít này thôi. Này mà tao còn hết chắc tầm 70 kg nha mọi người. Mình sẽ chuyên đi tầm một lần đi 25 kg thôi. Giờ đường xa đường dốc nữa. Mình sẽ bỏ vào đây.
Qua đây mình sẽ gặp mang. Chỗ mình đây tới chỗ xe thì còn xa lắm. Bây giờ thì chắc 2 giờ 3 giờ chiều đó. Mình bỏ ít thôi, sợ mình không nổi. 25-30 kg được rồi. Không nhiều quá. Nặng dữ ta. Nặng lắm đi chứ. Rồi. Let's go. Bây giờ thì đã tới chỗ xe rồi. Thì mình sẽ bỏ vào chung một bao này cho nó chơi nó dễ nhé. Bao này nó to, còn bao trắng nó nhỏ hơn. Giờ mình sẽ bỏ vào đây cho nó một bao đi. Chở gì cho nó dễ. Mình sẽ bỏ vào cái to trước nha. Bao này nếu mà bỏ đây thì tầm 6-70 kg nha. Biết có đủ một bao đây không nữa. Thấy phải biết nữa. Này chắc 70 kg nha mọi người nha. Nặng lắm đấy. Trời ơi. Không nổi luôn. Rồi, ok. Như đấy được rồi. Đây là cái dây cốt của nó nha. Cốt cho nó an toàn luôn. Đó, đường đi tới quán cũng còn xa lắm.
Rồi xong. Giờ điều cuối cùng giờ là gì nhỉ? Bác này cho nó vào xe. Lên xe. Có nổi không? Cái này chắc bể mấy kia. Mình có nổi không ta? Sợ là không nổi rồi. Được không? Ok nhé. Giờ bắt đầu lên về. Giờ cũng đã bán cái cu li đấy rồi. Đi một người đi một ngày có nhiều đấy thôi mọi người. Đủ tiền đổ xăng thôi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.